Kính thưa Phó Giáo sư Lê Thị Thuyết Lan, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, sau rất nhiều tiến bộ trong điều trị hen thì nhìn lại bức tranh điều trị hen của chúng ta hiện nay như thế nào? Chúng ta thấy vẫn còn những bệnh nhân hen chưa được kiểm soát tốt, vẫn còn những bệnh nhân lạm dụng SABA, vẫn còn những bệnh nhân không tuân thủ với liệu pháp có chứa ICS và đặc biệt vẫn còn những bệnh nhân vẫn phải nhập viện do hen, thậm chí là tử vong do hen. Vậy thì chúng ta phải có một cái góc nhìn toàn diện hơn trong điều trị hen phế quản. Và cảm ơn công ty GSK đã cho tôi cơ hội để trình bày vấn đề này trong ngày hôm nay. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất là hen phế quản và góc nhìn từ các guideline điều trị hiện nay. Thứ hai là vai trò của điều trị nền viêm và liều cố định chủ động trong hen phế quản. Và phần thứ ba là tuân thủ điều trị trong hen phế quản. Hen phế quản và các guideline điều trị hiện nay thì có những điểm gì mà chúng ta cần lưu ý? Trở lại định nghĩa rất là kinh điển của hen. Hen là một bệnh không đồng nhất, thường đặc trưng bởi viêm mạn tính đường dẫn khí. Và chúng ta nhớ cái định nghĩa này và chúng ta cũng thấy nhớ lại rằng là có một cái sự bất hợp lý từ GINA 2018 trở về trước. GINA 2018 cho phép chúng ta là ở bậc hen một bậc 1 á, chúng ta có thể sử dụng SABA cách cơn khi cần và không yêu cầu chúng ta phải sử dụng ICS. Mà đặc tính hen là viêm mạn tính đường dẫn khí. Chính vì vấn đề là có một cái sự bất hợp lý trong GINA 2018 mà GINA 2019 là có một cái sự thay đổi rất là lớn. GINA 2019 là bắt buộc chúng ta phải sử dụng ICS ở mọi bậc điều trị, cho dù dưới hình thức là khi cần hay là phải sử dụng duy trì thì bậc nào chúng ta vẫn phải sử dụng ICS. Và GINA 2019 thay đổi lớn nhất là những bậc hen nhẹ. Và tiếp nối với GINA 2019 là GINA 2020-2021 thì vẫn với cái tinh thần đó là lúc nào bệnh nhân của chúng ta vẫn phải có ICS. Và GINA 2021 thì chia ra là một cái thay đổi nhỏ thôi là liệu trình điều trị được ưu tiên và liệu trình điều trị thay thế. Ở liệu trình 1 là thuốc kiểm soát và thuốc cắt cơn được ưu tiên là liệu trình 1 mà chúng ta có thể sử dụng. Bậc 1, bậc 2 chúng ta có thể sử dụng liều thấp ICS hoặc Moterone khi cần. Mà thuốc cắt cơn được ưu tiên ở đây là ICS hoặc Moterone, ICS liều thấp và hoặc Moterone khi thấp, liều thấp khi cần. Và đối với những cái thuốc kiểm soát cũng như là thuốc cắt cơn khác á, thì chúng ta sẽ sử dụng là thuốc cắt cơn là SABA tác dụng ngắn khi cần. Và lưu ý là bất kỳ khi nào chúng ta sử dụng SABA thì chúng ta phải sử dụng ICS. Và trong GINA 2021 cũng nhấn mạnh là liệu trình 1 sẽ được ưu tiên nếu bệnh nhân có vẻ kém tuân thủ với kiểm soát hen hàng ngày. Liệu pháp chứa ICS được khuyến cáo cả khi triệu chứng xuất hiện ngắt quãng vì nó giảm nguy cơ xảy ra các cơn hen cấp nặng và nhu cầu phải sử dụng corticosteroid đường toàn thân. Và nhìn lại những cái hướng dẫn của trên thế giới thì như thế nào? Chúng ta thì thường quen với GINA rồi nhưng mà trên thế giới vẫn có những cái hướng dẫn người ta có thể khác với GINA và khác ở đây là chủ yếu là khác ở hen bậc 1. Chúng ta thấy GINA thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng liều thấp ICS và phọc Moterone khi cần và thay thế là ICS bất cứ khi nào chúng ta sử dụng SABA. Nhưng mà hướng dẫn của Tây Ban Nha vẫn như GINA cũ 2018 là chúng bậc 1 chúng ta chỉ cần sử dụng SABA khi cần. Và hướng dẫn của chương trình phòng ngừa và giáo dục quốc gia của Mỹ cũng vậy là bậc 1 chúng ta cũng có thể chỉ sử dụng SABA khi cần mà thôi mà không cần tới ICS. Và trong hướng dẫn của Canada thì cũng như vậy. Hướng dẫn của Canada thì ở bậc 1 thì chúng ta có thể hai trọng lực. Một là chúng ta có thể sử dụng SABA khi cần hoặc là chúng ta có thể sử dụng ICS hoặc Moterone khi cần. Là có nghĩa là chúng ta vẫn có những trường hợp chúng ta chỉ cần sử dụng SABA mà không có ICS kèm theo. Đối với phác đồ của Bộ Y tế của chúng ta thì như thế nào? Phác đồ Bộ Y tế của chúng ta là dựa cơ bản trên GINA. Có nghĩa ở bậc điều trị nào, cho dù ưu tiên hay không ưu tiên thì chúng ta cần, vẫn phải cần có ICS trong mọi bậc điều trị của chúng ta. Vậy thì vai trò của nền viêm rất là quan trọng. Và vai trò của nền viêm và liều cố định chủ động trong hen phế quản sẽ như thế nào? Thì chúng ta nhìn lại mục tiêu điều trị hen của chúng ta. Mục tiêu điều trị hen của chúng ta gồm có hai thành phần. Thứ nhất là phải kiểm soát tốt các triệu chứng. Và thứ hai là phải giảm thiểu nguy cơ tương lai của người bệnh, bao gồm tử vong do hen, các đợt cấp, hạn chế luồng khí dai dẳng và tác dụng phụ của điều trị. Và thông thường thì bệnh nhân của chúng ta thường là lưu ý tới mục tiêu 1 nhiều hơn.
Trong khi đó Gina thì bắt buộc chúng ta phải là đạt được cả hai mục tiêu điều trị là kiểm soát tốt triệu chứng và giảm thiểu nguy cơ tương lai mới là đạt được mục tiêu điều trị tốt. Chính vì mục tiêu điều trị này cho nên trong đánh giá của Gina người ta cũng đánh giá luôn cả hai phần đó. Phần thứ nhất là phải kiểm soát triệu chứng hen tốt và phần thứ hai phải đánh giá được các yếu tố nguy cơ dẫn đến kết cục hen xấu. Phần đánh giá kiểm soát triệu chứng, kiểm soát hen và triệu chứng thì trong 4 tuần qua chúng ta sẽ đánh giá bằng những câu hỏi là triệu chứng hen ban ngày, thức giấc ban đêm, có dùng Saba hay không và hạn chế hoạt động do hen hay không, để chia ra những mức độ là kiểm soát hen tốt, kiểm soát một phần hay không kiểm soát. Còn đối với những cái yếu đánh giá những yếu tố nguy cơ dẫn đến kết cục xấu thì chúng ta sẽ đại đánh giá đợt cấp, tắc nghẽn luồng khí, tác dụng phụ của thuốc. Và đặc biệt Gina in đậm cái phần cái câu này là triệu chứng hen không kiểm soát là yếu tố nguy cơ quan trọng của đợt cấp. Và đây là một cái hình tượng để cho chúng ta thấy là triệu chứng hen thực ra nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Triệu chứng đợt cấp, thậm chí là chức năng hô hấp chúng ta có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể đo đạt được, chúng ta có thể thăm khám được. Tuy nhiên phần chìm của tảng băng là một phần rất là quan trọng. Và nếu phần chìm này không vững thì chắc chắn phần nổi cũng sẽ không vững. Phần chìm này gồm có tăng phản ứng phế quản, gồm có viêm đường thở, gồm có tái cấu trúc đường thở. Mà ICS thì lại tác dụng tại phần chìm này. Và vai trò ICS rất là quan trọng, nó tác động ở phần chìm của tảng băng. Nhưng mà cái hiệu quả của nó thì không dễ nhận biết. Bởi vì thông thường thì chúng ta cũng sẽ không đánh giá tăng phản ứng phế quản, chúng ta cũng không đánh giá tái cấu trúc đường thở. Và viêm đường thở thì một số trung tâm chúng ta có thể đánh giá gián tiếp qua đo FNO chẳng hạn, nhưng mà cái chuyện này cũng không thường quy, có nghĩa là chuyện này không dễ nhận biết. Và nhiều bằng chứng cũng đã chứng minh là liều ICS cố định cộng SABA khi cần sẽ được chứng minh là kiểm soát tốt được triệu chứng, giảm viêm, giảm tái cấu trúc đường thở, giảm đợt cấp và nhập viện do hen. Còn hiệu quả của ICS, kháng viêm của ICS tại phần chìm của tán băng này là chúng ta cũng cần phải có thời gian để mới đảm bảo được cái hiệu quả. Còn nếu chúng ta chỉ sử dụng rất là ngắn thì nó sẽ không phát huy được hiệu quả. Và có một sự liên quan là nếu mà khi bệnh nhân của chúng ta được chẩn đoán hen thì chúng ta can thiệp và cho bệnh nhân sử dụng ICS sớm chừng nào thì nó sẽ tốt cho bệnh nhân chừng đấy, nó sẽ dẫn đến chuyện mà bệnh nhân có được cải thiện chức năng phổi. Còn nếu mà khi phát hiện hen ra mà trên 5 năm chúng ta mới cho bệnh nhân được sử dụng ICS thì nó dẫn đến hiện tượng là tắc nghẽn luồng khí của bệnh nhân, có thể là cũng không hồi phục được nữa. Dữ liệu của chương trình hen quốc gia cho chúng ta một cái thông tin rất là quan trọng, đó là chúng ta thấy theo thời gian thì với sự tiến bộ của các biện pháp phát hiện, chúng ta thấy là tỷ lệ bệnh nhân hen nhiều hơn, được phát hiện nhiều hơn. Nhưng mà thông thường nếu chúng ta nghĩ rằng hen được phát hiện nhiều hơn thì tử vong và nhập viện cũng nhiều hơn, nhưng mà thực tế là ngược lại. Hen tỷ lệ phát hiện được nhiều hơn nhưng mà tử vong và nhập viện do hen thì lại giảm xuống. Bởi vì càng về sau này thì cái ICS càng thấy được vai trò, và trong cái điều trị hen người ta đưa vào ICS là một cái phác đồ cơ bản của điều trị hen, cho nên chính vì thế nó sẽ giảm được tử vong cũng như nhập viện do hen. Và thực tế thì chúng ta cũng thấy là trong nhiều năm gần đây chúng ta thấy là bệnh nhân nhập viện cũng như là tử vong do hen nó ít hơn rất nhiều so với khoảng 10 năm về trước. Và một trong những cái điều rất là quan trọng đó là hen nhẹ, trên đối tượng hen nhẹ này là đối tượng rất là ít được chú ý, kể cả bệnh nhân lẫn bác sĩ, bởi vì trước đây quan niệm là hen nhẹ thì không có nhập viện, hen nhẹ thì thậm chí là không có tử vong. Nhưng mà ngược lại, có những bệnh nhân hen rất là nhẹ nhưng bệnh nhân vẫn tử vong. Thì hai cái nghiên cứu rất là quan trọng và rất là nổi tiếng đó là Sigma 1 và Sigma 2. Và chính vì dữ liệu của hai nghiên cứu này đã được đưa vào trong những thay đổi của Gina. Và chúng ta thấy là trong nghiên cứu Sigma 1 á, thì so với những bệnh nhân là sử dụng ICS formoterol khi cần thì rõ ràng những bệnh nhân mà sử dụng budesonide duy trì, có nghĩa là ICS liều duy trì, thì bệnh nhân sử dụng duy trì ICS này thì lại đạt được kiểm soát hen tốt hơn so với bệnh nhân chỉ sử dụng ICS formoterol khi cần mà thôi. Và đối với nghiên cứu Sigma 2 cũng trên hen nhẹ thì lại chứng minh được một điều là khi chúng ta sử dụng ICS liều cố định mà duy trì thì lại đạt được hiệu quả cải thiện FEV1 tốt hơn là khi chúng ta sử dụng ICS formoterol khi cần. Và đối với hen trung bình thì như thế nào? Đối với hen trung bình thì chúng ta sẽ sử dụng ICS phối hợp với LABA liều cố định thì sẽ đạt được kiểm soát hen tốt theo các tiêu chí của Gina.
Ở đây màu tím là ICF cộng với LABA, còn màu cam là chỉ có sử dụng ICF mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi chúng ta kết hợp như vậy thì đạt được các tiêu chí kiểm soát hen tốt hơn. Và phân tích hiệu kiểm gold thì một lần nữa cho chúng ta thấy rằng ICF LABA liều cố định sẽ giúp tăng hiệu quả kiểm soát hen tốt trên bệnh nhân hen theo các tiêu chí của GINA. Ở đây chúng ta thấy là fluticasone phối hợp với salmeterol ICF LABA ở đây thì sẽ đạt được kiểm soát hen tốt hơn so với chỉ có ICF. Và cái hiệu quả này nó đạt được trên các nhóm điều trị khác nhau, là nhóm không dùng ICF trước đó, nhóm có dùng ICF liều thấp trước đó và nhóm dùng ICF liều trung bình trước đó thì đều đạt được hiệu quả này. Và có một mối liên quan rất là quan trọng giữa kiểm soát hen và đợt cấp. Điều này trong GINA cũng nói rồi. Có nghĩa là triệu chứng hen mà kiểm soát không tốt thì sẽ dẫn đến nguy cơ đợt cấp. Và nghiên cứu này cũng chứng minh là đối với bệnh nhân hen kiểm soát hoàn toàn, hen kiểm soát một phần và hen chưa kiểm soát thì rõ ràng hen kiểm soát hoàn toàn người ta sẽ có cái nguy cơ bị xuất hiện đợt cấp nặng ít hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân chưa được kiểm soát. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng có sự khác biệt rất là lớn. Còn nghiên cứu đời thực, nghiên cứu apparent thì cho chúng ta thấy những cái hình ảnh của bác sĩ chúng ta quan niệm như thế nào, ứng xử như thế nào trên cái việc thực hành điều trị của họ. Thì nghiên cứu này thực hiện ở các nước là Úc, Canada, Trung Quốc và Philippines thì chúng ta thấy là đối với hen nhẹ và trung bình thì bác sĩ chúng ta lại quan niệm là ưu tiên kiểm soát triệu chứng hơn là ưu tiên kiểm soát để giảm, làm sao để giảm cơn hen cấp của bệnh nhân. Thì điều này nó sẽ khác với GINA. GINA hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải ưu tiên luôn cả hai mục tiêu điều trị của chúng ta, là phải kiểm soát tốt triệu chứng, đồng thời phải giảm thiểu nguy cơ tương lai cho bệnh nhân. Nguy cơ tương lai cho bệnh nhân ở đây là đợt cấp, mà bác sĩ chúng ta lại là đặt cái đó nhẹ hơn là kiểm soát triệu chứng. Và một khi chúng ta đã sử dụng ICF rồi thì chúng ta cũng không nên dừng. Nghiên cứu ở đây cho chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng budesonide là ICS đó, so với những bệnh nhân mà chúng ta đã dừng ICS rồi, thì rõ ràng những bệnh nhân mà chúng ta tiếp tục sử dụng ICS thì sẽ có cái tỷ lệ bệnh nhân mà nhập viện điều trị cấp cứu cũng như tử vong thấp hơn so với những bệnh nhân mà chúng ta đã dừng ICS. Cho dù bệnh nhân có ít triệu chứng hay là nhiều triệu chứng thì nó cũng đạt hiệu quả tương tự. Và một lần nữa là cho dù hen đã được kiểm soát tốt rồi, bệnh nhân đang sử dụng ICS liều thấp rồi, nhưng mà khi ngưng ICS thì bệnh nhân vẫn có nguy cơ đợt cấp và sụt giảm chức năng hấp. Nghiên cứu này thì cũng cho chúng ta thấy rằng, cái tổng quan hệ thống này cũng cho chúng ta rằng là khi chúng ta hen đã được kiểm soát tốt rồi, ICS liều thấp rồi, chúng ta vẫn nên là duy trì ICS hơn là chúng ta ngưng. Và đây là những nghiên cứu để chứng minh là ICF tác dụng như thế nào vào phần chìm của tảng băng. Mà thông thường chúng ta sẽ không đánh giá được cái phần chìm này. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà bệnh nhân hen đã được kiểm soát hoàn toàn rồi, nhưng mà khi chúng ta ngưng ICF thì quá trình viêm của họ vẫn còn. Ở đây là hen đã được kiểm soát hoàn toàn so với người bình thường cũng như là người mà chưa điều trị. Vì rõ ràng hen đã kiểm soát hoàn toàn rồi, ngưng ICF thì vẫn còn tình trạng viêm. Và trên cái tăng phản ứng phế quản cũng vậy, khi hen đã được kiểm soát hoàn toàn rồi, thậm chí là chức năng hấp đã đạt ngưỡng rồi, nhưng mà nếu chúng ta ngưng ICS thì cái sự tăng phản ứng phế quản nó vẫn còn, và càng về sau thì tăng phản ứng phế quản nó càng nhiều hơn nữa. Về những cái phần trình bày của tôi cũng một lần nữa nhấn mạnh là ICS là một phần rất là quan trọng trong quản lý hen. Nó là phần tác động lên phần chìm của tảng băng, và chúng ta phải luôn luôn lưu ý là hen là viêm mạng tính đường dẫn khí. Chúng ta phải lưu ý là kiểm soát nền viêm để đạt được kiểm soát hen tốt, giảm đợt cấp, cũng như là giảm những cái hiện tượng bên dưới, đó là tăng phản ứng phế quản, đó là viêm đường thở, đó là thậm chí là dẫn đến tái cấu trúc đường thở. Một cái phần rất là quan trọng nữa là tuân thủ điều trị trong hen phế quản. Vấn đề này cũng là vấn đề rất là phải nói rất là nhiều. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong vấn đề giáo dục bệnh nhân chúng ta đọc sách báo cũng nhiều, được giáo dục cũng nhiều, tiếp cận thông tin cũng rất là dễ dàng, nhưng mà số liệu cho thấy là 50% người lớn và trẻ em không tuân thủ đúng với điều trị lâu dài. Nhiều yếu tố liên quan đến tuân thủ kém. Tuân thủ kém do vô ý. Ở những bệnh nhân này là do người ta không có hiểu hướng dẫn, người ta quên hoặc là không có thói quen sử dụng thuốc hàng ngày hoặc là chi phí đắt.
Đối với những đối tượng này, chúng ta can thiệp cũng khá là dễ, có nghĩa là chúng ta phải dành thời gian cho bệnh nhân nhiều hơn, chúng ta giải thích cho bệnh nhân hiểu. Nhưng mà còn tương đối dễ chịu hơn là những cái đối tượng mà tuân thủ kém do cố ý. Tuân thủ kém do cố ý là những bệnh nhân người ta cũng có hiểu biết đó, thậm chí là hiểu biết rất nhiều đó, thậm chí là có cả bác sĩ nữa. Tôi cũng từng được biết là có những bác sĩ, thậm chí bác sĩ hô hấp nữa, biết rất là rõ về hen nhưng mà lại không tuân thủ, có nghĩa là khi nào có triệu chứng mới dùng chứ cũng không có dùng thường xuyên, và thậm chí là có bác sĩ còn sử dụng corticoid đường toàn thân nữa, có nghĩa là do người ta có nhiều cái thấy cảm thấy bất tiện khi mà phải sử dụng lâu dài rồi, rồi cảm thấy là có những cái tác dụng phụ của thuốc khi sử dụng lâu dài và cho rằng điều trị lâu dài cũng không cần thiết, có rất là nhiều lý do để dẫn đến tuân thủ kém do cố ý. Và đối với những đối tượng này thì chúng ta phải thuyết phục thôi chứ không còn cách nào khác. Và một cái vấn đề nữa là do thuốc hoặc phác đồ, thuốc quá phức tạp, quá nhiều dụng cụ hoặc là phác đồ chúng ta phức tạp thì bệnh nhân cũng không thể tuân thủ được. Và tuân thủ kém có thể bắt nguồn từ một số hiểu biết không chính xác. Người ta có thể quan niệm là thuốc chỉ cần dùng khi nào có triệu chứng, bởi vì nhiều bệnh nhân hen cảm thấy rằng hen là có triệu chứng có nghĩa là có bệnh, còn nếu mà không có triệu chứng có nghĩa là không có bệnh, thì sẽ dẫn đến hành động là nếu mà không có triệu chứng người ta cũng không cần sử dụng thuốc nữa. Hoặc là quan niệm rằng corticosteroid toàn thân dạng hít thì nó cũng sẽ có nhiều tác dụng phụ toàn thân, thì dẫn đến cái hội chứng mà sợ corticosteroid, từ đó người ta không có sử dụng nữa. Và chuyện này cũng khá là thường gặp, đặc biệt là trên hen trẻ em á, thì phụ huynh hay hỏi lắm, và thậm chí là bệnh nhân phụ huynh tự cho con của họ ngưng corticosteroid luôn. Và một cái vấn đề nữa là quan niệm là thuốc giãn phế quản hiệu quả hơn là corticoid, hơn là ICS, và thuốc giãn phế quản sẽ mang lại hiệu quả cắt cơn tức thì, điều này cũng rất là đúng. Cũng không chắc bệnh nhân được, bởi vì chúng ta thấy là những cái chai Sapa nó rất là hiệu quả, khi bệnh nhân xịt vào là bệnh nhân cảm thấy là khỏe liền, chứ không có giống như ICS là sử dụng rồi không có thấy khỏe liền, cho nên dẫn đến việc mà bệnh nhân cảm thấy là bệnh nhân sử dụng Sapa mới là chai thuốc giúp họ, còn ICS là không có giúp họ, và người ta sẽ ưu tiên sử dụng thuốc cắt cơn thôi mà không có sử dụng thuốc ngừa cơn. Và thuốc điều trị lâu dài thì không cần thiết trên bệnh nhân hen, người ta quan niệm như vậy. Nó sẽ khác với những người tăng huyết áp tiểu đường thì quan niệm là thuốc phải sử dụng hàng ngày, còn đối với bệnh nhân hen thì nghĩ rằng là có triệu chứng mới là bệnh, không có triệu chứng là không là bệnh, cho nên là không có sử dụng thuốc lâu dài. Và một lần nữa nghiên cứu aparin là cho chúng ta thấy được cái nhận thức của bệnh nhân về kiểm soát hen như thế nào. Thì ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân của chúng ta sẽ đánh giá là kiểm soát hoàn toàn và kiểm soát tốt trên hai cái hình màu xanh này. Chúng ta có thể thấy là tới 57% bệnh nhân của chúng ta đánh giá là hen của họ đã được kiểm soát hoàn toàn, họ là kiểm soát tốt rồi. Đó là đánh giá của bệnh nhân. Nhưng mà thực tế thì như thế nào? Tuy là bệnh nhân đánh giá hen của họ đã được kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát tốt rồi, nhưng mà từ 41 cho tới 57,8% bệnh nhân vẫn bị khó thở, vẫn phải thức giấc ban đêm, thậm chí là vẫn phải sử dụng thuốc cắt cơn trên 2 lần mỗi tuần, có nghĩa là người ta không đạt được cái tiêu chí kiểm soát hen theo GINA, nhưng mà người ta vẫn nói là người ta hen của người ta được kiểm soát tốt. Đó là cái sự kém, cái không có hiểu biết của người bệnh. Và bác sĩ của chúng ta cũng không phải chỉ là bệnh nhân đâu, mà bác sĩ của chúng ta cũng đánh giá quá mức về kiểm soát hen. Nghiên cứu này cũng mới đây thôi, năm 2018, thì cho thấy rằng 75% bác sĩ của chúng ta sẽ đánh giá là bệnh nhân của họ đã được kiểm soát tốt. Nhưng mà khi chúng ta so lại với các tiêu chí của GINA thì chỉ có 14,2% bệnh nhân được kiểm soát tốt mà thôi. Có nghĩa là bác sĩ cũng khá là lạc quan với cái điều trị của họ. Và thậm chí không những là bệnh nhân hiểu sai về sử dụng Sapa mà bác sĩ cũng hiểu sai về việc sử dụng Sapa. Thể hiện trên nghiên cứu aparin thì thấy rằng tỷ lệ bác sĩ của chúng ta vẫn kê đơn Sapa trong khi họ đã kê liệu pháp mạch rồi. Liệu pháp mạch thì không yêu cầu phải có một cái chai Sapa kèm theo, nhưng mà bác sĩ của chúng ta vẫn kê như vậy. Và cái số này cũng khá là nhiều chứ không phải là ít. Có nghĩa hầu hết thời gian bác sĩ sẽ kê Sapa khi dùng liệu pháp mạch 25%. Chính vì đó thì vấn đề tuân thủ rất là quan trọng, cho nên để tăng cái sự tuân thủ và ngăn ngừa việc lạm dụng Sapa thì giáo dục và giáo dục là chìa khóa để thành công. Về phía bác sĩ, vẫn còn những bác sĩ quan niệm rằng có thể cần dùng Sapa một mình
thì chúng ta phải thay đổi quan điểm là nếu bác sĩ thấy bệnh nhân vẫn dùng SABA đơn thuần thì phải giải thích cho bệnh nhân là bệnh nhân hen, không dùng thuốc cắt cơn, không dùng SABA mới là thành công, còn bệnh nhân ngày nào cũng phải sử dụng SABA thì cái đó là không thành công. Và nếu mà bệnh nhân với tái khám với chúng ta hàng ngày, hàng tháng mà lần nào bệnh nhân cũng xin chúng ta một chai thuốc SABA hết thì chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân rõ, nếu mà còn giữ dụng SABA có nghĩa là điều trị chưa thành công. Và trước khi chúng ta phán cho là bệnh nhân này không tuân thủ thì chúng ta phải xem lại cách điều trị của chúng ta đã ổn hay chưa, chúng ta đã làm tốt cái việc mà quản lý hen của người ta tốt hay chưa, ngừa cơn tốt hay chưa. Nếu bệnh nhân đã được ngừa cơn tốt rồi, bệnh nhân không có triệu chứng gì thì không có lý do gì bệnh nhân phải lạm dụng SABA hết. Còn đối với dược sĩ thì chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân sử dụng đúng các dụng cụ hít. Và nếu tháng nào cũng thấy bệnh nhân tới gặp chúng ta để mua một chai SABA thì chúng ta lập tức phải hướng dẫn bệnh nhân là gặp bác sĩ để được điều trị lại, kiểm soát lại hen. Và đối với bệnh nhân thì phải quan niệm rằng ngừa cơn chứ không chờ lên cơn mới cắt. Nếu mà chúng ta không có một cuộc sống bình thường, ngày nào cũng phải sử dụng tới chai SABA để cắt cơn hết, cái đó là không bình thường mà chúng ta phải gặp bác sĩ. Và dùng thuốc kiểm soát hen chúng ta phải dùng hàng ngày, như là việc chúng ta phải đánh răng mỗi ngày. Để kết luận cho phần trình bày này, tôi có những kết luận như sau. Thứ nhất là điều trị nền viêm đóng vai trò nền tảng trong hen phế quản. Và có nhiều guideline trên thế giới, nhưng chúng ta áp dụng vào thực hành lâm sàng như thế nào? Thì chúng ta có thể áp dụng theo nhiều cách, tùy vào bệnh nhân trước mặt chúng ta như thế nào, điều kiện của bệnh nhân như thế nào để chúng ta có thể áp dụng. Đó là chúng ta có thể áp dụng chế độ điều trị linh hoạt để bệnh nhân dễ tuân thủ hơn, kiểu mà Gina đang làm, có nghĩa là kiểu chiều bệnh nhân. Hoặc là chế độ điều trị khắt khe hơn là liều cố định chủ động và tìm cách tăng tuân thủ của bệnh nhân. Nhưng mà thực tế cả hai kiểu điều trị chúng ta đều phải có giáo dục bệnh nhân hết và cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân. Và một cái kết luận nữa cũng không kém phần quan trọng là giáo dục cả nhân viên y tế và bệnh nhân sẽ là chìa khóa để tăng tuân thủ và giảm lạm dụng SABA. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp.